Rất nhiều bạn gặp tình huống gõ tiếng Việt dưới hệ mã Unicode trong UOT 2007 cũng như một số phiên bản UOT trước hay bị cách ra như các bạn nhìn thấy này. Để khắc phục cái hiện tượng này thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập trong UOT để khi gõ không bị cách ra như này. Các bạn bấm vào nút điều khiển góc trên bên trái cửa sổ chương trình, chọn UOT Option. Cửa sổ UOT Option hiện ra. Các bạn chọn chức năng Advanced. Các bạn cuộn xuống phía dưới một chút sẽ thấy dòng Use Smart Cut and Paste. Các bạn thì bỏ đánh dấu ở ô đó đi. Ok. Khi đó thì lỗi này sẽ không xảy ra nữa và giải pháp này xử lý được hầu hết các trường hợp mà chúng tôi đã từng gặp. Mọi thắc mắc xin gửi về diễn đàn mspin.net.vn trên GVST. Xin cảm ơn.